cái hẻm này sẽ có đi thẳng đến cầu Chữ Y luôn hay không? Ta quẹo phải nha. Cánh trái là những dãy nhà sàn đó. Bạn thấy bên đây có cái hẻm lớn nè, hẻm 173 Âu Dương Lân. Chúng ta sẽ đi vô hẻm đó xem sao. Sẵn hôm nay đi hẻm quận 8 thì mình sẽ dạo quanh các hẻm của quận 8 nè. Bây giờ là hẻm 173. Vòng ra hẻm này chúng ta sẽ đi ra đường Đặng Chất đó. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Phạm Thế Hiển, và phía trước mặt chúng ta đó là cầu Cầu Mật, và đi tới một tí nữa đó là cầu Chữ Y. Và con đường Phạm Thế Hiển ngày hôm nay có rất nhiều low cost, và có lẽ là đang làm hệ thống thoát nước. Nhưng mà sẽ xong sớm trong cái dịp Tết này. Và hôm nay sẵn tiện đi công việc ở quận 8 thì cũng chia sẻ đến anh chị và các bạn những hình ảnh ở con đường Phạm Thế Hiển, và một cái sẵn đây chúng ta đi thăm một cái xóm nhà sàn ven dòng kênh Tàu Hủ. Một bên là quận 8, một bên là quận 5. Ngày xưa thì bên quận 8 và quận 5 có một cái bến đò, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Chúng ta thấy những cái công trình, những lô cốt ở đoạn quận 8 này có cái địa danh cũng khá lâu đời, đó là khu Đồng Diều. Khu Đồng Diều ở đường Cao Lỗ. Điểm đặc trưng ở quận 8 thì có nhiều chiều cuối tuần hay có những cái chương trình văn nghệ, karaoke, la rai vài ve cuối tuần. Ở đây chúng ta thấy lâu lâu đi ngang có những cái nhà người ta hát karaoke đó. Và đây là cây cột mật. Chúng ta sẽ đi lòng vòng trong những con hẻm ở bến cánh trái. Ở đây là số 453 Phạm Thế Hiển. Chúng ta nhìn phía trước thì cũng có cái lô cốt này. Mình đi có một đoạn thôi mà có rất nhiều lô cốt. Ở ngay vị trí bên cánh trái của cầu có ngôi chùa, đó là chùa Vạn Hải. Hồi nãy em nói lộn ha, một kênh Tàu Hủ, nhưng mà không phải, đó là kênh Đôi, dòng kênh Đôi. Phía bên kia đường, phía bên kia đó là đường Nguyễn Duy, Nguyễn Duy bên Hưng Phú. Rồi mình
sẽ kiếm cái hẻm nào đó mình đi vô để mình xem cái hình ảnh của xóm làng, thôn xóm ven cái dọc kênh đôi ở phía bên quận 8 như thế nào. Hôm bữa mình đi cái xóm ven cái đường Nguyễn Duy, hôm nay mình sẽ đi cái xóm ven đường Phạm Thế Hiển. Chúng ta sẽ quẹo vào cái hẻm số 380, 382. Không biết hẻm này sẽ có đi thẳng đến cầu Truy luôn hay không. Ta quẹo phải nha. Bên cánh trái là những dãy nhà sàn đó. Và khu xóm ở đây rất là yên bình và thấy yên tĩnh. Bên phải là đất liền nên có nhiều nhà cao tầng. Còn bên trái là nhà sàn nên không có nhiều nhà cao. Khu này buổi tối lên đèn rất là đẹp nè. Ở khu này thì có nhà thờ Mông Triệu. Trước ta là cầu Truy. Mình sẽ ra đường Phạm Thế Hiển lại nè. Bên cánh trái là cầu Chữ Y. Phía bên cánh trái thấy đó là nhà thờ Mông Triệu. Ngoài những cái dãy nhà chọc trời, những cái nhà cao cửa rộng thì đâu đó chúng ta vẫn còn thấy những ngôi nhà ven sông, một hình ảnh rất là thân thương của Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì ở đâu cũng vậy, cũng có người này người kia, cuộc sống muôn màu mà. Chúng ta đang đi quẹo qua đường Dạ Nam. Thẳng đường Dạ Nam mình sẽ lên cầu Chữ Y. Nhưng mà chúng ta sẽ đi dạo một vòng quận 8 này ha, coi những hình ảnh ở ở đây
buổi chiều như thế nào, và ta kiếm con hẻm nào mình chui vô nữa để coi hẻm này mình đi đâu. Đây mình quẹo vô hẻm 161 Dạ Nam. Hẻm này thì rộng rãi hơn cái hẻm lúc nãy. Đứng tiền chị nè. Em dẫn anh chị đi vòng khắp các con hẻm ở quận 8 này. Đó, mình ra đây là đường Đặng Chất. Đường Đặng Chất, đi thẳng Đặng Chất này thì chúng ta sẽ ra đường Âu Dương Lân. À, bên đây có rất nhiều hàng quán ăn uống. Qua đây là mình nghe mùi của đồ ăn bốc lên thơm phức. À, buổi chiều quận 8 cũng tấp nập không thua gì các quận khác. 8, quận 4, quận 7 rất là đông. À, mình chạy qua đường Âu Dương Lân. Ô, đường này nay cũng có low cost nữa. À, quận 8 đông vui rồi chưa? Bạn thấy bên đây có cái hẻm lớn nè, hẻm 173 Âu Dương Lân. Chúng ta sẽ đi vô hẻm đó xem sao. Sẵn hôm nay đi hẻm quận 8 thì mình sẽ dạo quanh các hẻm của quận 8 nè. Bây giờ là hẻm 173 Âu Dương Lân. Chúng ta sẽ lùi lại. Buổi chiều thì các quán cà phê, quán ăn rồi dọc dọc lề đường rất là nhiều. Hẻm này thấy rộng rãi nè. Trong hẻm này có ủy ban quận 8 hàng gì. Đây là 4-5 tỷ không à? À, không có nhà rẻ đâu ha. Vòng ra hẻm này chúng ta sẽ đi ra đường Đặng Chất đó. Ừ.
đây là cái đường lúc nãy chúng ta vừa đi qua đó. Và bây giờ chắc có lẽ mình sẽ đi dạo ra đường đường Nguyễn Thị Tần, rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay, dạo một vòng xóm Nhà Sàn, rồi các xóm trong hẻm ở quận 8 này, để các anh chị và các bạn có thể hình dung được cái quận 8, quận 3 ngày hôm nay. Và nếu mà vô tình có những cái hình ảnh của ngày xưa thì chúng ta có dịp nhìn lại, và khi chưa có dịp về Sài Gòn cũng là một hình ảnh để ta vơi đi nỗi nhớ, hình ảnh cập nhật về quê nhà. À, con đường Nguyễn Thị Tần hôm nay rất là đông luôn, kẹt xe dữ vậy. Đường Nguyễn Thị Tần này chạy quẹo phải là đến chợ Rạch Ông. Mình sẽ quẹo phải đi ha, phải đi vòng chợ coi sao. Đông ghê chưa. Chợ Rạch Ông cũng là một trong những chợ rất lớn ở bên quận 8 này. Mình sẽ vòng vô hẻm chợ ha, để mình xem chợ chiều như thế nào. Chúng ta sẽ qua bên đây hẻm 119H nha. Xem chợ có bán gì lạ lạ không, có anh chị nào mua trái cây, cá, cua, ghẹ gì không. Bữa nay mình thấy cá cũng tươi lắm nha. Cuối hẻm này chúng ta sẽ đi đâu đây? Bỏ đi, tao bỏ. Kia là hẻm cùng rồi.
này cũng rất là dễ mua. Và chạy xe ngang thì có đầy đủ các gian hàng cá mắm rồi rau củ. Trái cây. Rồi chúng ta sẽ quay ra đường Nguyễn Thị Tần và kết thúc video clip ngày hôm nay ở chợ Đà Nông. Nhân đây thì em cũng xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vĩnh Lâm TV. Rồi bye bye anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần an lành và hạnh phúc.